Hi, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với The Alarm. And what for today? So, sáng nay thì tôi sẽ tiếp tục với game Divinity Original Sin, và người ta hay gọi là chơi game con thằng lằn. Rồi, tiếp tục nha. Hello bạn cô. Hello Phong Lương. Bây giờ chắc về nhà mua sắm chút đi ha. Đẳng nạp sụt luôn. Chuẩn bị cho ngày mới, bán mấy cái quỷ này đi, cái này bán luôn đi ha, coi coi ông có refill đồ gì mới không, này cái nón tôi bán cho ông luôn. Đu lớp trên đây luôn, kinh. Okay, mua nhiêu đây hàng. Để tôi coi là túi đồ luôn. Sắp xếp lại. Dragon steel. Steel và Dragon steel. Để qua đây đi ha. Tại vì thằng Lee Fan nó tới 280kg lượng tha hồ đựng. Để đóng này thì cũng hơi nặng. Tomato, chúng ta có thể làm ra tomato sốt. Xếp lại tư trang tí. Má ơi, quá trời sách luôn á. Có nhiều cái sách nó không có xài như sách dâu găm mà. Nhiều sách thì học rồi. Này chắc phải kiếm chỗ nào chứa đồ chứ. Cái đựng đống sách trong người này cũng nặng á. Một cuốn nửa ký. Nhóc luôn. Empty honey. Cái loại trống nhưng để bên đây đi. They don't come over unless you buy anything.
24 cái short stick. Mình có cái nồi này sao không có nấu trứng, nấu nấu gì được ta? Bởi là lấy cái nồi định nấu gì người ta? Dù nấu cái này thì ra được gì không? Tà bét. Tà bao trứng. Tà bét luôn. Nó phải có một cái lò nướng đúng không? Thế thì cái nồi này hình như là nấu pumpkin thì phải. This pumpkin pork. How about pumpkin này? Có một cái gọi là pumpkin không với một cái là pumpkin. Phải luôn. What happened? Tomato sauce là cái búa dầm ra là sốt cà chua. Pumpkin soup nè. Pumpkin với lại cái nồi luộc. Đồ nồi luộc khác với nồi nồi nấu nha. Để còn vậy nữa chứ. Ok, mình sẽ phải mua thêm đầu mũi tên. Mấy cái này làm gì ta? Bán luôn. Nghiền mấy cái bột xương ra luôn. Stand still. Pretty still. Chế cái này cho thằng fan ăn. Cho thằng fan nó ăn. Bonders. Chicken claw này. Làm vài phát. Not in any mood to talk about it. Kind that don't fancy starving. Okay. With the rest of this town. It's all well and good for you with your rations. We've got to take what we can get. Keep talking, dwarf. Này xong rồi bán luôn nhé. Gì đây? Buying or selling? Bao giờ có con game Ghost of Tsushima? Bao giờ có người tặng game đó thì tôi chơi game đó. Ê, tổ ong nè. Đã chế thêm à khoan. Để đi vòng vòng với cái này coi tụi nó có bán đầu mũi tên không. Như bà này bán nè. Cooking pot. Đây đây đây. Mua cái lọ nước hoa luôn. Lọ nước hoa này có thể chế ra lựu đạn nước hoa này. Cái này chỉ cần mua cái đầu mũi tên thôi chứ cái thân tên arrow shaft là không cần bởi vì tôi có nhiều lắm rồi. Knockdown arrow cũng là một sự lựa chọn không tồi. Trời ơi, mấy cái đồ mình bán cho bà. Mua mấy này luôn. Air, Earth, Intel, phải cần. Anything else? 11 bình này là đi hả? Ai cũng mua khá nhiều đồ ấy. Đấy. Until later then. Em cha bán sách trên này coi coi bà có hắn có bán nguyên liệu không? Bán đá hay là bán gì để mình gọt thành tên không? No, tên này toàn bán sách mà thôi. Yep, yep.
Mai chưa lấy lại kênh hay là mãi chưa lấy lại kênh? Kênh thì lấy lại cả tuần nay rồi và đã được mở từ ngày hôm qua, ngày hôm trước rồi. Bây giờ các ông có thể truy cập vào cái đường dẫn anh của kênh rồi đấy. Đây này, tôi mở ra cho xem. Cái đường dẫn URL của kênh cũ ấy thì ông có thể truy cập được vào rồi đó. Và hiện tại thì các video nó đang được khôi phục dần dần. Tôi mở cho mấy ông xem nha. Đây, khi mà các ông vào trong cái dẫn kênh cũ ấy, thì nó sẽ là kênh này, và hiện tại thì các video đang khôi phục dần dần ấy. Đó, nó đang khôi phục dần dần thì không mất một cái video nào cả, nhưng mà nó sẽ phải mất một chút thời gian nữa. Và trong cái quá trình khôi phục này á, thì tôi cũng có xác nhận với lại bên YouTube team ấy, là họ nói là thì tốt nhất là ông cứ để cho tôi ngồi, tôi khôi phục, tôi bọn tôi khôi phục cho ông, đừng có đụng gì vô hết. Thì mình cứ để cho họ làm thôi đó. Này nè, tất cả những video này tôi không, từ lúc đến tôi mà nhận cái kênh này về là tôi chưa đụng vô, chưa hoàn toàn chưa làm gì hết, cứ để yên cho họ tiếp tục, họ họ khôi phục tiếp. Ngay cả cái video của thằng mặt cứt này tôi vẫn còn chưa xóa nữa mà đó. Trong mấy cái đống video này thì tôi có thấy một số cái video họ để public ấy, thì mấy ông có thể vô xem một hai cái video mà có để public này. Còn những cái video mà để private ấy thì nó vẫn còn nằm trong cái chế độ mà riêng tư ấy, nên mấy ông không có xem được. Và tôi cũng không có mở, bởi vì là không có muốn thay đổi, bởi vì để cho họ, cho team YouTube họ cứ ngồi họ khôi phục thì đã đi, rồi còn khi nào mà xong hết thì quay lại thôi. Còn bây giờ thì cứ tiếp tục ở kênh này sao đâu. Đó, báo cho anh em thế, anh em biết. Còn về chuyện video không phải lo, tất cả video sẽ được khôi phục lại. Do not worry. Cái này tổ ong mà. Chạy lên đây lấy cái xúc hoi cái. Okay. Rồi bây giờ quay trở lại Lake Beach lại thôi. Vào đây đi. Vào đây thì trời nó sáng hơn luôn. Bữa mình đánh tới trong đây rồi đúng không? Mà cái nhà này chưa check nè. Ta qua check cái nhà ở trong này đấy. À, đúng rồi, còn mấy cái tên chưa gọt ra nữa, còn mấy cái gỗ chưa gọt nữa. Oven này có phải lò nướng bánh này được không ta? Nhưng phải có cái lò luộc. À, miếng gỗ cắt rồi, cắt rồi. Bức tranh này xu được không? Đây nó có dầu hay gì á. Xin luôn. Heo đâu vậy? Còn này nó thấy lửa nó né ra, tao ở đi đâu quá. À, để xem cái lò này chế ra này được không? Được hả?
Cái lò này cái lò nướng không hả? Lò nướng tức là nó chỉ nướng bánh thôi hả? Ok, nó có cheese, cheese đây nữa này, bia lấy luôn. This everything. Nhà này nó có đường bí mật nào đi đâu không ta? Hết rồi. À, khu trong này clear này, khu này cũng clear này. Và giờ chúng ta còn khu trong nhà bên đây. Đó, giờ check cái nhà này đi. Coi có khúc gỗ nào không. Đừng làm hại tôi. Rồi. Like I told them magisters, you can search the house all you want. The sorcerer ain't here, the door's locked, and the house ain't even mine. Giống như những gì tôi đã nói với bọn Magister ấy, quý ngài có thể là lục lùng lùng sục cái căn nhà này nếu mà các người muốn. Ở Sorcerer nó không có ở đây. Cửa nó bị khóa rồi và nhà này còn thậm chí không phải nhà của tôi nữa. Bà ta chạy đi. Magisters told me to stand out front till they caught the sorcerer, and I don't want to upset them when they're on the war path. À, bọn Magister nói là tôi phải đứng yên ở đây cho đến khi mà họ bắt được bọn Sorcerer mà tôi không có muốn chọc giận bọn họ. Nói với bà này là bà đã an toàn rồi. She shakes her head and keeps her lips tight shut to show you that in an amazing coincidence, she has just completely lost her voice. She nods towards a point by the end of the saw bed, and you realize she's trying to tell you something. À, bà này bày ra dấu, kiểu như bà muốn nói với mình điều gì đó. Bây giờ bà muốn gì bà có thể nói ra được rồi đấy. Chìa khóa nó nằm ở bên dưới cái thùng phi. Anh có thể giấu nó ở trong nhà. À, không phải. Anh có thể trốn ở trong nhà ấy. Xin đừng hại tôi. Đấy. Don't hurt. Chìa khóa nãy hả? Úi sợ. Tim mình làm gì cần chìa khóa đâu. Tách vỡ gì đây. Canh này hút luôn. Cutting board. À, nó có cái cửa sập dưới này chứ gì. Chay nè. Cô. Cái này cắt ra làm đầu mũi tên được này đúng không? Metal strap cũng vậy hả? Bạn ta có gì đây nè? Empty bar không cần nữa.
Đúng, lấy luôn. Học thính. Nhiều khi khách chạy ăn, còn đi ngang á. Nguyên cái chanh to vậy mà nó để trong thùng phi được. Cooking pot. Đây, có đường đi ở đây nè. Đây. Kéo mấy cái thùng này ra. Ủa? Phải. Stop stealing the center of the beach. Khu vực này được canh gác rất là nghiêm ngặt. Chúng ta đang tới gần hơn. Tắt cái unit key. Giấy thân tin luôn. Ủa ở dưới đây sản xuất cái gì hả? Nó chứa những cái ống đồng nè. Repair hammer nail này. À đó, bây giờ tôi có thể ngồi tôi dũa thêm mấy cái tên nữa. Arrow sap. Arrowhead thì được có 2 cái à. Damn, ít vậy. Xong rồi chúng ta sẽ gọt thành cái arrow. 156 cái arrow sap mà chỉ có arrowhead chỉ có 19 cái. Số lượng hơi bị chênh lệch nè. Tôi có thể chế được đồ 15 cái Hamming arrow. Xong rồi nếu mà hết mật ong thì đi hứng thôi. Nhiều không? Trời quá đất. Và 52 cây. Đủ đấy. Này đi lên đây đúng không? Ta đang ở đâu rồi? Ra tới tận đây cơ. Trên này có gì không? Ở trên này có đường gì nữa nè. Thứ từ thì đọc thử coi nha. Gửi bố gửi mẹ. Con đã học hỏi được rất là nhiều nhờ sự chỉ dạy của Hannah. Con không thể nói là mọi thứ nó là dễ dàng. Nhưng mà Hannah là một quý cô khá là khó ấy. Và bố mẹ biết đấy. Con gì đó phạm lỗi. Mà khi nói về những cái việc mà khoa học nguyên tố để không ai có thể mà so sánh với cô ấy. Con hy vọng là sẽ được về nhà sớm để tới mùa thu hoạch gì đó. Okay, oh my love. Kitchen pot. Như là cái mà tôi cần là cái nồi luộc. Cái này không cần. Ok, không có gì đây cả.
Cái này tụi nó làm cái trò gì? My sister Ranger. Gọi thanh niên nào đây? Gideon Rings. Ê, nó đây nè. Maybe if I make this simpler. You tell me where Hanag is, and I call off your family's execution. No. Okay, I'll tell you. She's gone to Arx for Lucian's day. Oh dear. When you lie like that, you really break. Cái nhiệm vụ của bọn Paladin là mình làm chưa? Mình trả lại chưa ta? Come on, sorcerer. It's always the same tale. You're boring me. I've said all I can. À, đây là nhiệm vụ của bọn Paladin này. Chứ là cũng phải điều tra khu này. You really need to work on your storytelling. Why my sister? Đây một tên White Magister ở đây. Và ngoài đó ra thì chỗ này còn một tên Ranger. Tên Knight rồi chứ. Khá ít hả? Có đường leo lên. Don't toy with me, sorcerer. Đừng dẫn mặt cho ta kìa. Có thể phải đánh nhau với tụi nó đấy. Vô vị trí đứng sẵn. Cái phát là quất lên. Đừng đùa giỡn với ta, sorcerer, người biết của ta ở đâu. Và ta biết người biết điều đó, cho nên hãy khai đi. Tôi không biết là Hanag đã đi đâu cả. Tôi đã nói với cô là nếu mà tôi biết rồi, tôi thề trên mộ của bố tôi. Ôi, hắn ta thề thốt kìa. Mọi người có nghe thấy hay không? Hắn ta thề đấy. The White Magister swiftly pivots towards you and draws her blade. Ôi trời, nó quay lại mình và rút kiếm ra. Did you come for the show, lizard? Good timing. The interrogation scene is over. Người đến đây để xem show diễn hả? Khảo cung đã hết rồi, cho nên là bây giờ chúng ta đã gần kết thúc chiếu phim rồi. Nói gì giờ? Witch à? Nói về là khảo cung đã kết thúc theo lệnh của Dalip, nghe không có lý lắm. Hỏi có chuyện gì xảy ra ở đây à? Không hay lắm ha. Còn này là khai ra chỗ Hanag ở đâu. Hỏi này thử coi. Ủa, thành công cả. She chuckles and pokes the inside of her cheek with her tongue. The hammer herself sent you, did she? Well, you'll just have to report back to her with the truth. Why this here sorcerer died in a Voidwalker attack? Alas, there was nothing we could do. Dalis the Hammer đã tự gửi ngươi tới đúng không? Đã gửi ngươi tới đây đúng không? Nếu mà vậy thì chúng ta cần phải báo cáo với lại ngược lại với cô ta rằng báo cáo sự thật á. Rằng là tên sorcerer này đã chết trong một cuộc tấn công của bọn Voidwalker và chúng ta không thể nào giúp được gì. Xạo. And you notice a thin dagger resting in his palm. He slices away a bit of rope, then looks at you, eyebrows raised. Lại dùng Whisper Fusion rồi thì cứ dùng tiếp thôi. The White Magister turns to the sorcerer and shouts loudly enough for the entire valley to hear. Nó bắt đầu la lớn gì đó. Tên Hanag ở đâu? I'm telling you, I don't. Tôi nói với cô rồi, tôi không biết. Silences the prisoner, turns to you and holds out her hands as if to say, well, I tried my best. The hanging sorcerer winks at you, and another strand of rope falls away. Tiếp tục thu hút tên ma White Magister, cô ta có thể là kể cho chúng ta nghe về Hanag gì đó. Cái này là trong trường hợp mà mình chưa biết Hanag ở đâu thì mới dài này chứ đúng không? Well, she. Her eyes narrow. What are you playing? Người đang chơi trò gì đấy? The White Magister spins on her heels just as the hanging sorcerer breaks free of his bond. Wow, xong rồi tên sorcerer đang treo đây nó tự nó cởi chói ra luôn cơ. A plot twist, I love it. Keeps things interesting. Wow, đánh nhau luôn rồi. Còn nó tưởng là mình lấy thông tin gì, nó định moi thông tin gì của nó lấy ra luôn. Đánh nhau luôn. Mình phe mình có cái winning rings. À, được á. Một sorcerer 400 giáp, 400 giáp phép, 400 giáp vật lý và tới 1,500 máu. Ngon hả? Xung quanh mình có gì đây? Magister Ranger 500 giáp Hoi Walking Dead. Nhiều vậy. Cái đám này thì không có giáp gì hết. Nhưng mà
máu cũng khá khá mà đông nữa. Ở đây có thằng Magister Knight thì nó lại Magister Knight. Tức là chắc là mình nên phục phục này trước, charm này trước nhở. Tới anh này giáp vật lý, chỉ có khoảng 100 thôi. Nhưng mà nếu mình không đánh bây giờ thì lượt sau là sẽ tới con Magister Carry này, nó cái lượt của nó ấy, nó sẽ dùng phép, cho nên là tốt nhất là đánh nóc thằng này trước đi. Bùm, hết giáp. Ta, nóc đau. Nằm xuống cho tôi. Nóc đau mà mất lượt đúng không? Đầu tới sơ tới thằng Ranger lượt rồi thì bây giờ knock down tiếp lượt 2. Đấy, tới lượt nữa là nó chết rồi. À thằng này nhảy lên đây luôn à. Tôi không rõ là mình nên giết thằng nào chứ. Ở đây có thằng Knight nữa. Đây thì Path Interrupt khá là rõ ràng. Còn lâu lắm mới tới thằng cung này đúng không? Ranger còn lâu lắm mới quay lại nó. Trước đó là mình có Yifan nữa, phải knock down được nó nữa. Nên tôi nghĩ là bây giờ mình tốt nhất là bắn cái con này. Bên đây cũng có một con nữa. Đó. Nếu mình còn dư 2 thì sẽ bắn thằng này một phát. Ủa, nó leo lên kìa. Ta lên nó xuống gấp. Chạy lên đây là hết lượt. Ta lên xuống cho nó đánh con này với này nè. Xong tới sang Green, xong rồi tới Red, xong rồi tới con bị knock down, xong rồi tới Yifan. Yifan vẫn còn một chiêu nữa, vẫn còn một chiêu đánh knock down nữa, đánh knock down được hai thằng này luôn, và thằng này vẫn còn 108. So what to do? Có thể gọi một con Hungry Flower lên, nhưng mà hình như là nó đánh đam phép. Không, chúng ta có thể dùng cái này không? I Warp. Bất kỳ khi nào mà nhân vật này mà enter trong combat là sẽ nhận được một free turn. Đấy, không phải hay ấy. Mà đứng khá xa, đứng gần lại mới được. Cứ gọi con này ra nhỉ. Nó sẽ trừ vô điểm giáp phép thấy không? Rồi nó lên kìa. Đây đánh thằng kia không đánh. Cái bọn này hình như là bọn phe khác, nó đánh cả hai phe luôn chứ nó không phải là phe. Ôi. Hai con nó gãy lưng cho nhau, nó bơm máu nhau.
À, nhảy lên đây coi. Đừng dính lửa bây giờ. Con này con thầy dầu. Silent. Right. Shock. Shock rồi mình có thể stun nó luôn. Charm này hai lượt nhé. Làm hai lượt xong rồi chỉ còn một cái này thôi. Thế thì búp né. Yeah. Còn oi. Còn tới con voi Magister này bị mất lượt. 108. Nếu mà hên ấy thì chúng ta có thể đánh knock down được cả con Ranger ở bên đằng kia. Yes. Ôi còn thằng này nữa. Cáp. Yeah. Oh, what to do? Poison dam à. Hồi đánh nó đi anh Nai ơi. Trên đây thì tôi có một số mục tiêu khá là ngon. Ví dụ như con Ranger này nó có thể bắt nó được này. Tên đánh con này không nhỉ? Hay là con này để lại mình đánh đó. Đánh con này. Đánh con này với lại bắn con bắn này. Ok. Có ai cần búp giáp gì không nè, ghi win ring thì hết giáp phép rồi. Búp chân này đi, nó đánh phụ cho. Tài chiêu này cho spear đi ha. Thay quắp. Hai p quỷ này. Ừ. Vậy. À, chết con qua Master rồi. À, vào tên này. 3 AP, 2 AP, con này đang bị sốc. Nếu mà cho nó một dính chút mưa hoặc là gì đó chút nước vô là nó sẽ bị tin luôn. Yeah. Mm. 168 máu nữa thôi. Tôi có thể đặt một cái trụ ở đây. Tôi búp cho con này thêm mạnh thêm tí. Ủa. Chưa chết liền. Anh Ranger bắn cho nó chết luôn nha anh. Trên này bu cục luôn, cái chừng sập cái vàng này. Chết thằng. Còn AP không bắn nữa đi. Chorus. Không máu là chết rồi đúng không? Right. Ông nội nay kia không làm được gì luôn á. Đã là phới.
Rồi còn mấy lượt nữa sẽ tới thằng cung này. Tiếp đó là mình có spear này. Em này nữa. Không xuống đi được. Nó bị kẹt rồi. Chắc phải đánh thằng này trước. Poison. Chúng. Đó lại có thêm full EP để bắn tiếp. Tôi nghĩ là mình nên lợi dụng thằng này thêm một chút. 500 máu vẫn xài được. Chết mẹ. 7 8 mất phí 2 AP của ta. Rồi tụi nó bơm máu cho nhau kìa. Giờ đang rảnh chúng ta có thể đóng băng con này lại. Vẫn chưa chết là gì, nhưng mà nó bị đóng băng rồi. Rồi còn một thì ăn cái này đi ha. Trên đây bây giờ khá là trống khi mà không phải đánh ai cả. À, bao đánh tin này. Trời 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 má. Đi ngang qua nổ. Đám. Không dập được, cái lửa này không dập được. Nó đi anh ơi, nhắm nhau găm gì đó. Ừ cái gì vậy, ui lại thêm nữa ra cơ. 1000 máu, 300 giáp. Ôi đam, bọn này kháng đất là 150. First oil, oil là đất, nếu như tôi không nhầm. Liệu mình có thể đặt một cái trụ ngay đây không? Perfect. Ở đây 4 con luôn, kinh vậy. Gậy không hả? Anh để từ từ tới lơi ha. Không biết nó bắn cái gì. Chú. Yes. Con cung này bắn phụ cũng đỡ. Tạm thời không có việc gì làm, đứng trên đây thôi. Thủ lên đây. Cảm
nó đi anh ơi. Ooh, yes. Con hoa cho nó nhảy ra đây đi hả? Giờ nó mới có đường nó đi chứ. Dưới này thì đông quá, 4 con. Con này còn 119 giáp basic. Nó thì bắn cái gì ta? Đam độc. Hãy để cái vòng tròn reactive đây cũng được hả? Chu chu chu. Này shocking arrow bắn nó chưa chết nha. Không ấy thì tạm thời bắn hai con nhỏ. Con này luôn. Ôi mà cái reset action point là chỉ reset một lần thôi, không có reset được nhiều. Ripple. À. 300 Ripple tụi này ha. Chưa bởi cái thùng ạ. Bọn này đi đến đâu là có chất gây cháy đó. Không, tụi này là không phải hiểu là tụi nó là những cái cục dầu, dầu hỏa, quái vật dầu. Ok. Cần ăn thêm đồ kháng lửa không? Ăn bình kháng 50% lửa mình. What else? Thế nó đi đến đâu dầu lan đấy? Không biết, để coi. Biết là nó có lan không? Quỷ kia còn 119 giáp phép. Lẽ qua lượt ta. Này không đánh được. Đây nó bị vướng cái hành lang á, cái rào nè. Không đánh được, phải đánh thằng xa xa. Đồng nhỏ. Chặn nó lại. Lan tiếp trong đây. Ủa nó phi rồi, xa thế. Cái gì phi từ đó, phi thẳng đây luôn á. Lên. Con to toi nữa. Sơ sơ có 300 giáp, 300 giáp thôi chứ nhiều. Cái thằng bé bé này nữa chứ. Thằng này cũng phóng lên nữa. Ấy trời. Hết giáp. Mục tiêu tiếp theo để mình charm đó là thằng này á. Rồi cái đám này phóng lên nhiều đấy. Này đi đánh mấy đứa dưới kia. Mà chết thằng Nai rồi.
Hai đứa này đang bị sốc, mà có thể dùng stun luôn nếu cần. À, giờ mình dùng động đất đi ha. Động đất phát ra những cái đứa trong đây, bốn đứa trên đây là sẽ bị knock down toàn bộ. Phải nổ kinh gì vậy? Tôi nghĩ là mình swap cái thằng bắn cung á, Ranger với lại cái con quỷ dưới đây lên được không? Con nào ít ít máu thôi để đánh cho nó chết hẳn. Còn không được à. Này kháng lửa 41%. Thôi bà bao chúng ta ăn một bình kháng phép đi ha, tại vì ở đây lửa nó cháy kinh quá. Một bình medium magic amoy. Blitz attack là sẽ đứng ngay vị trí của con nhỏ này. Tổng 2. Xong rồi worldwide chưa đánh được hả? À, mấy chiêu chủ lực chưa chiêu nào đánh được hết. Phải gọi con sói vào quá. Ba con ở đây luôn. Con này nó không có nhảy xuống dưới được nha. Không nhảy xuống cầu thang được. Có chết luôn rồi. Mày nè. Sắp tới sẽ là tên của một đống quái vật ở đây. Đây tới 3 con lận, hay là mình cho nó một trái lựu đạn. Lớp finish. Làm hết 3 đứa. Vậy đi. Cầm máu cho tên này tí. Cho thằng này qua bên đây nha, để nó đánh con kia. Ok. Thằng quỷ Ranger này vẫn còn sống. Chỗ này tôi có thể giết thằng này được. Những con này luôn. Còn 41 máu. Bụp. Chill. Ôi ôi, nó vẫn còn hai con lên đây. Thôi chết thằng Ranger luôn cơ. À tụi nó đánh nhau hồi máu hả? Ờ à, đúng. Pass interrupt.
nó gãi lưng cho nhau, nó lên máu rồi. Mà tụi nó đi ở trong lửa là tụi nó bị dính đam nha. Rồi. Quá. Tóc hai con. Ê cái chiêu này tôi không bỏ vô nè. Cái này mình chỉ cần mình quăng cái bịch nước cho đây thôi là hai con này nó sẽ bị stun luôn. Vậy thằng thì frozen còn thằng thì không bị sao hết. Ta nên đứng ra giữa giữa tí. Wow, phát là ba con. Phải chết lúc ba con luôn. Nice. Con còn 16, còn con kia còn 400. Này chắc không cần à. Ok. Ôi lại hiện ra hai con nữa chứ. Lại năm con nữa kìa, ba con nữa kìa. Thêm đợt nữa kìa, kinh khủng chưa? Ừ. Mà mấy đứa nào cũng có giáp hết nha. Rồi không? Tiến hóa nữa kìa. Fire Vault Walking luôn. Cắn con này chết trước. 3 AP. Ok. Này còn nhiều máu. Còn nhiều. Score đam tên này trước đây. Trời, vậy té ra là chỗ này là mình đánh nhau với bọn Void Walking là chủ yếu nha, chứ bọn Manchester có ba thằng à, quay đầu thôi, phải sau cả đống luôn còn đần nữa kia. Đết nhiêu vậy, really? Giờ cả chục con ít á. Con lớn con bé. À bọn này là fire. À là đi trong lửa là tụi nó được hồi máu đó chứ. Có những cái con mà thuộc tính lửa như này là đi trong lửa là tụi nó được hồi máu nữa cơ. Đi khủng chưa? Triple. Thằng mày nhảy lên đây. Gạp nó. Đi đừng để cái này chết nè. Rings còn có 50% máu. Rồi mất máu lia lịa này sao sống nổi. Này trước xong tới thằng này. Right rồi.
Dạ, bắt đầu thấy thấm thấm rồi nha. Kinh rồi đó. Tóc đao được hai con nè. Bơm máu gấp cho tên này chứ không lại chết mất. Trăm 72 không nhiều lắm. Mình tranh thủ mình charm được con nào đó thì mình charm. Con này không. Con này có thể bắn cho nó chết luôn. Con này cũng không charm được. Charm được thì bắn knock down con này coi. Cái này có vẻ nguy hiểm. Đó, cái con dầu mà đánh với lại con lửa nha thì nó sẽ thấm máu, còn mà lửa mà đánh với lửa là tụi nó lại hồi máu cho nhau đó. Gì chứ phải bơm máu trước đây. 95 còn ít lắm. Chúng ta đã sử dụng hết skill hồi máu rồi. Để dùng giấy thôi. Thằng này quan trọng không được để chết. Một con mở đường thẳng. Cạp 80. Đại cưng. Bóp. Thấy chưa? Trụ không bắn đi trời. Đây tôi có thể knock down tên này. Ê đù. Ăn lửa chết mẹ luôn. Chết. Đỡ đừng tên. Ái ôi. Ở dưới đường con trên đây nữa hả? Good. Còn mấy đứa này như nào đây? Dùng water với nó. Chắc phải tê lê tụi nó qua đây luôn á ha. Qua bên một cánh để cho dễ đánh. Đó, gom gom nó lại cho dễ chơi. Làm nào thọ anh đây. Ở dưới đây thì tôi có thể cho người xuống đánh nóc đao tụi nó. Red attack. Hai quỷ này. Con còn 97. Tóc đao tên này trước. Trời, mình cũng bị gì cơ. Xuống dưới đây là khá là nguy hiểm ấy, bởi vì là sẽ không có ai hồi máu cho Ifan đâu. Rồi bây giờ không có charm tụi nó nữa đâu nha. Bởi vì charm tụi nó là tụi nó toàn mấy con lửa không à. Charm nó thì chúng nó sẽ tự hồi máu cho nhau ấy. Nên là bây giờ cứ xả đam vô thôi.
Bao nhiêu đàm xả vô hết đi. Giết từng con. Này bị knock down rồi. Con Ripple này. Ở mục tiêu là bắn hết giáp vật lý của tụi nó chút để có dễ dễ bề mình xử. Dù khi mà tôi có chiêu này tôi có thể xử được nếu mà tụi nó lên đây. Xuống đây là 3 AP. Không nên. Nó có nhiều giáp kia quá. Tại vì tụi này yếu với nước ấy nên đánh nước thì cũng được. Con không kháng lửa, con quỷ dưới đấy hả? Ripple tụi nó cũng được cho tụi nó khỏi chạy đâu hết. Bốn lửa bị Ripple luôn. Good. Này là sợ lửa. Đóng băng tên này lại. Ok, tạm biệt đi. Vẫn còn đứa nữa cơ. Mọ đây. Vô là dính đạn. Đứa nào ra, đứa nào vô là dính đạn. Ai da đánh đâu á. Ôi chết con chó luôn rồi. Con phai cái totem kia nó không có bắn ha. Ý à. Này xuống dưới nguy hiểm quá, chết luôn rồi kìa. Kinh. Water 50%, fire 150. Nếu mà dùng giấy hồi sinh để mà cứu ấy, thì cứu trước đi ha. Không thấy xác để mà cứu luôn á. Ôi cứu được có chút xíu máu à. Vậy cứu làm gì? Đùa nhau. Đáng là con này là phải lấy cái morning person. Cứu tí máu thì thua rồi. Là chết nữa. Em. Cái này luôn. Chill. Còn nữa nè. Frozen hai thằng. Good. Nice. Cái giáp này thì lại không cần nha. Con này nó bị decay hả? Chà chà. Ở nào? Mà nó đang gãy ngứa cho nhau rồi. Ơ con này bị kẹt rồi, tốt. Đỡ được thằng.
phải su ngon ra ngoài cái vòng lửa tí để nó không có mang thuộc tính lửa. Xong rồi chúng ta di chuyển qua đây là hết một AP à. Tông cái ở worldwide cũng được. Tiếp tục reactive shot được rồi. Và ricochet. À, đứa nào muốn chết trước? To to này hả? Yeah, yeah. Nguyên cái đám đông đông nó bị tôi khống chế rồi. Nào, Frozen. Ủa, vẫn quét á. Quét không có ra Frozen được. Hay là tại trong đây đang có lửa. Hay như thế nào? Fortunate. Okay, thằng này đang ở đây. Không chừng hắn chết đấy. Chắc cho nó một cái ammo frost đi. 400. Chạy đi đâu? Còn con trên này thì anh không đánh, anh đi đâu? Bật đao. Nó đi cho lửa đốt chơi vậy hả? À, giết con dưới này. Crowd report. 1, 2, 3. Gần chết. Còn ba cái làm gì đây? Đứng sát ra rìa này coi. Rìa này vẫn không thấy được kia. Tôi hãy gom gom tụi này lại gần gần chung nhau. Dễ đánh này chết. Giết con to to này chứ. Đâu thấy khả quan đó, nhắn nhắn bớt rồi. Chạy đâu còn có 7 máu à. Đùng. Dứt nó đi, còn chạy đâu nữa. Không đánh thì bỏ nó xuống đây.
con. Thằng này đang bị decay này. Chết luôn. Là còn hai con thôi. Easy rồi. Chill rồi. Frozen luôn. Chết luôn. Rồi còn con thôi. Wow. That's what awesome. What a show of sauce. You'd give Hanag a run for her money. He pauses a moment and the amazement fades from his face. On your way here, did you see my family by chance? Trên đường tới đây thì các người có thấy gia đình tôi không? Có một người dì, một người chú. Cháu nữa. Cháu Henrik. Có, gia đình anh vẫn ổn. Gwydion exhales slowly, evenly. I have to go. They're in danger. If they're still alive. Tôi phải đi đây, họ đang gặp nguy hiểm và nếu mà họ vẫn còn sống. The sorcerer waves goodbye, and you note the rope burns on his wrist from where he'd been bound and hanged. His skin as red as your own. Cái nhà của, ôi trời, hai người chết quá. Đã đỡ rồi. Đây nằm đâu à? Đâu fan này nằm chết đây ta? Không hiểu. Rồi sẽ có rất là nhiều đồ để loot luôn. Xếp lại cái, xếp cái to to đi ha. Everything nhiều lắm luôn á. Chỗ này phải vài chục cái xác. 20. Còn này chết nó để lại cái nhớt gì đó xanh xanh. Rồi, khúc trên này clear, xuống dưới thôi. Còn xác của thằng Nai nữa này. Nhóc đồ luôn. Để dưới này có cái rương kho báu nữa nè. Cái mỏ đá ở đây hả? Hang hả? Hang khai thác dầu chắc vậy.
this? I found something. Ooh. Nhóc tên luôn. Pizza ham. Là 13. Tôi vừa lấy cái gì đó. Unit. À. Hai cuộn, bỏ cuộn đi. Kiểm tra đồ cái nào. Giờ nay còn đeo nhẫn level 10 nữa. Dục hộ. Cầm đỡ nhẫn level 13 đi. 8 bỏ lên đây. Quần level 13. Kháng độc 10%. Quần kia level 10. Giáp là ít hơn hẳn nữa. Coi coi sao thay cái quần đi chứ. Đã thế còn quần ăn trộm nữa. Găng tay strength level 13, cái này bao nhiêu cũng vậy. Còn này nó cầm gì? Xài được nè, xài luôn, bỏ cái găng tay level 10 kia đi. Ấy khoai khoai. Rain là 72, 10 giáp. Kháng đất 20%, 1 warfare. Tên này cũng có cái mũ level 10 rồi. Này cộng quá trời luôn ha. Micro arrow. Đây cho nó đợi mũ này đi. Thay cái nhẫn level 11 kìa. Rồi xong. Tiếp chúng ta sẽ đi đâu? Ghé về chợ bán đồ với lại sạc thêm suột đi. Anh coi nó có refill đồ chưa. Hai món luôn rồi. Let's add this này. Em nó có thêm đồ gì mới không? Cái giày 70-75 à. Locker. Cấp tiền arrow mua cái này trước đây. Legendary level 13. Come over.
Mua cái mũ này thay cho cái mũ của con Yuya, con TP nhé. You'd like to know. Dày luôn không? Chắc không cần đâu, thêm một vài điểm. Không xin nhê. Này hay nè, cái lựu đạn này là nó sẽ hồi máu tất cả những người ở trong bán kính 4m. Ta bán mấy bức tranh này đi. Ok. Ôi thêm mấy bình máu nữa nè. Ôi để dành Fire Resistance Air. Thỉnh thoảng là quay lại, cứ mỗi lần mình quay lại là bà có thêm Arrowhead nữa. Statistic Cloud. Đầu mũi tên này cũng được. Level 14 là có thể sử dụng được cái cung này luôn. Crossbow với mấy cung. Keeping it together, Bree. I'm all right as long as I don't think about it too much. Rồi. Giờ đi lấy sột nè, xong rồi đi lấy mật ong này. Ong hình như chỗ này đúng không? Mật ong chỗ nào nhỉ? Như gần chỗ chuồng gà nó có một tổ ong. Yeah. Có tổng cộng 15 hũ. À, có bình nước hoa này này để coi chế ra được cái lựu đạn kia không? Lựu đạn Charming. Chưa có công thức chế.
Cái này tôi không biết là nó sẽ đi với cái gì để ra kia ta. Mật ong hả? Nghe hơi vô lý. Love Genesis này. Ra thử coi. À, cái này phải có cái pixie dust hoặc là or any honey sauce, tức là dùng mật ong thay cho cái pixie dust cũng được. Đúng vậy không? Ú ngon. Thấy được của nó đấy, mà cái bình đó thì hơi bị hiếm ha. Right. Ta quay lại đây nè. Cái nhiệm vụ của cái hội Paladin là vẫn chưa xong. Why my sister Jonathan là không có nói cho chúng ta biết là hắn ta đang làm gì ở đây hết, cho nên phải tiếp tục tìm kiếm nữa. Ta đã giải cứu được Gwydion khỏi bọn Magister. Bây giờ là ổng đang tụ họp với gia đình ở đâu đây nè, đúng không? Hey there. Oh dear gods, I'm sorry, so sorry. Hi. Glad I still have people I can call family. Hi. Tôi rất là vui bởi vì là tôi vẫn còn những cái người thân mà mình gọi là gia đình. But I know we can't stay here. The Magisters, they'll come back. Nhưng mà tôi biết là chúng ta không thể nào ở lại đây được, bởi vì bọn Magister chúng nó sẽ quay trở lại và chúng nó luôn như vậy. Cho nên là tạm biệt. Có pizza nhé. Oh, and take this. Và hãy cầm lấy cái này. Anh sẽ cần nó hơn tôi đấy. Tại vì bây giờ anh định đi đâu? Ông nói. Đi xa khỏi đây. Xa khỏi Ripwood và khỏi Axe. Đến xa khỏi tất cả những việc này. Tôi sẽ hỏi Hannah. Nhưng mà có vẻ như là bà ta đã bỏ tôi rồi. Bỏ rơi gia đình tôi. Tôi không biết là bà ta đã xuất biến mất đi đâu. Ừ. Và có lẽ là tốt nhất là tôi không nên biết. Chúc may mắn. Nó cho mình gì đấy? One, không cần. Get some more. Là lấy cái quần đó. Hoặc là lấy cái nào mắc tiền nhất thôi, bởi vì tôi không biết là tôi đang cần gì nữa. Lấy cái này có gì đem về bán. Cho mày 7 giáp. Biết ngay mà, có giáp rồi. Này cũng có giáp xịn rồi, thì chỉ có đem bán thôi. Để là mình xong được cái nhiệm vụ của Hannah rồi đúng không? Nó không có xếp cái nhiệm vụ mới làm xong lên đầu ha. Giờ kiếm nó không biết ở đâu. Má ơi nhiều dở luôn á. On the roof rồi bạn. Nè nhiệm vụ này xong rồi. Xong rồi á, tức là tôi có thể quay trở về cái chỗ của bà Hannah á, mình báo cáo lại cho bà. Tại vì bà kêu mình nhờ đi kiếm thằng Win mà, thằng này xong rồi. Và bà không, nó không có muốn gặp bà nữa, thì thôi mình quay về. Cloisterwood hả? Ở đây không? Cô ơi, học trò cô bỏ đi rồi. My hero, I want news of Gwydion Rince. Have you found him? Anh có tin tức gì về Gwydion Rince không? Anh đã tìm thấy hắn chưa?
nói rằng là Magister đã bắt được Viridian, nhưng mà chúng tôi đã giải cứu cho anh ấy. I am relieved to hear it. Đó là vui khi mà nghe được tin này. Anh sẽ có sự lời cảm ơn của tôi và sẽ có sự giúp đỡ của tôi. I can give you a greater understanding of your source. I can increase your powers. I can show you how to take the source from the world around you. À, đúng rồi. From the animal world. Xong rồi bài này bà sẽ dạy cho mình thêm một suit point nữa, hiện tại mới có hai à. Yeah. She takes your hands. You feel a vibration, the humming of life all around you, the sensation of 100 tiny heartbeats, the true rhythm of the forest. With Hanag as your guide, you reach out into the woods. The heartbeat rhythm quickens as the creatures of the forest sense you pulling at them. You draw their source towards you. The rush of power from your body, through your very soul. Ấy, thêm một cục nữa. Lại phải đi sạc nữa. The creatures of the forest are all dead. Ôi trời ơi, bây giờ mình bạn thiếu cái liên kết gì với thế giới thiên nhiên rồi, không còn khả năng nói chuyện với động vật nữa. Sau khi đã lên được cái support point thứ ba thì mình mất khả năng nói chuyện với động vật luôn. Đó là buồn nhỉ. But I worry about your heart. Món nợ của tôi đã được trả, nhưng mà tôi lo lắng về cái trái tim của anh. Có thể là trở thành trái tim xấu hoặc trái tim tốt. Để đến lúc mà anh phải lựa chọn một trong hai. Tôi và tôi hy vọng là tôi anh sẽ nhớ được cái lương chi của mình. Cho mình cuốn sách. A book drops from it. She catches it and hands it to you. I bid you farewell. Tạm biệt. Fire in my blood. I never imagined such power. Once more. 18.000 XP. Expand with raw sword. You should perform the Meister's ritual one last time, here or in Siva's vault. Quay trở về cái vault của bà Siva để mình thực hiện cái lễ tắm máu tiếp theo. Ít khói. Thỉnh thoảng chết lại coi. Mỗi lần đi ra đi vô nó lại có đồ mới. Dù như là nấu có gì hết. Này vẫn chưa có refill đồ. Bà này cũng chưa refill đồ luôn. Đi lấy cái phiến đá cho thằng ở nghĩa địa chưa? À, cái thằng trong nghĩa địa, cái thằng trong nghĩa địa là nó kêu mình đi lấy cái phiến đá ở trong cái hang đâu đây này, trong cái hang ở cave này chưa có đi tới. Blackbeard này là có 3 nhiệm vụ, một là nhiệm vụ là đi điều tra cho bọn Paladin, một nhiệm vụ là đi cứu đệ tử của Hanak, ba là đi lấy cái phiến đá của thằng Riker trong cái nghĩa địa này. Thì là mới làm xong một cái nhiệm vụ thôi, là đi tìm đồ đệ của con nhỏ Hanak xong á, là nó dạy cho support thứ ba giờ đi học cái này đã. Vừa làm sao cái này ta quên rồi. Lucky find. Anh như bỏ này vô đây hả? Ta sẽ phải bỏ cái Blackwood vô, đúng không? Ok. Con dao nữa, hình như con dao này use. Ok. Rồi lấy con dao này cắm vô cái hũ này nếu tôi nhớ không nhầm. Ai, sao được cái tô này đúng không? Cái tô này cái mình để ở đây mình thổi ở khói mình hít. Đây là lần cuối rồi. Nó chỉ có tối đa là 3 support point rồi. There is an intense pounding in your head and you can feel the world fading. As the world fades away, you lose all sense of being grounded. You reach out, but you could feel yourself falling slowly, sinking into the depths of your own soul. Trời. This.
Ồ, trong này có quái vật luôn à. Mỗi lần đầu tiên đi gặp thần mà phải đánh nhau trong đây luôn á. Ý. 74 248 này ngược lại. Ta có knock down nè. Kì giáp magic là ít. Có thể charm được ấy. Như có bà thần Tista bà phụ đánh phụ mình nữa nên chắc cũng không đến nỗi căng lắm, chứ mình hoàng tử sao đánh lại hai con này. Gì vậy? Oh damn, physical immunity permanent, đạn vật lý không làm gì được nó. Còn cái này phép immunity, còn một con là chuyên kháng phép, một con kháng chuyên kháng vật lý. Cho nên đam vật lý của nó có giá vật lý của nó có 74 cho nên đâu cần đâu. Cái đầu phòng. Nó chuyển qua đánh con kia mới đúng. Cứu em cô ơi. Thần ơi. Cứu em chị ơi. Con này đánh đam phép. Đó. Ồ hay quá, bà kia đánh mạnh á. Trời ơi macaron. Gì? Hai đứa mà tập trung đánh chắc chết quá. Physical immunity hả? Vẫn charm được. Ha ha. Ừ, tới lên nó ra đó đi. Chỉ biết gầm gừ thôi chứ sao giờ. Đào. Mày nè. Dạ. Con này thì dùng đam phép với nó chứ gì. Đâu? Fucking tox. Choang. Immune to shock. Con này đang bị charm nhưng mà đánh luôn cũng được, không sao. Ở lửa nó cũng chết thôi. Bụp. Cái nữa. 32 máu chưa chết nữa. Tên. Tên nhưng mà giờ tôi hết chiêu để xài rồi. Cái gì đây được không? Ôi ghê à. Electric ball fall from the sky luôn. Setting shock like dust. Best rings. Come not a moment too soon. Anh đã đến rất là đúng lúc. Tụi nó đã ở đây. Even here. Thậm chí là ở đây luôn. Đó là đợt bọn voice nó đã thâm nhập vào trong linh hồn của tôi. We must hurry now. Ta phải nhanh lên. Toward the well with all the determination of the eagle diving for its prey. Ta phải đua đến cái giếng với tất cả sự quyết tâm của một con đại bàng mà vô mồi. Your prey lies on a far off shore at the heart of the nameless. Con mồi của cậu nằm ở một vùng xa xăm. Unless their soul becomes their compass. Trái tim của một nơi tên là Nameless Ice. Chỗ đó là có
không ai có thể tới được, trừ khi họ có linh hồn dẫn lối. À, lên level hết luôn rồi, 14 rồi. Unmistakable pull in a new and distant direction. Thế bây giờ tôi phải làm gì để tới đó đây cô ơi? Battle for divinity is about to begin in earnest. The other gods and their chosen will try to outflank us, just like we must outflank them. Trận chiến để giành lấy sự quyền lực tối thượng, divinity bắt đầu, đang mới bắt đầu. Những vị thần khác là cũng sẽ cố gắng mà thọc gậy bánh xe ngán đường chúng ta. But I will be with you. Mà tôi sẽ ở bên cậu, tôi sẽ dẫn dắt cho cậu, đứng bên cạnh cậu. I will watch as you drink from the well spring, and as it. Tôi sẽ đứng nhìn khi mà cậu uống nước từ cái nguồn suối và khi mà nguồn sụt nó chảy ở trong cậu. The void will be overcome, and you will be the god of gods. Vùng void sẽ bị đánh bại và cậu sẽ trở thành vị thần của những vị thần. The end is nigh. Don't fail us now. Hello cường iPhone. Đây mình có gì đây? Cái này chắc đi ra ngoài lại. You jolt back to the world, stumbling forward. Dark smoke surrounds you, hanging in the air like black fog. This the Meister's cry cuts through the haze. You look up just in time to see what steps out of the shadows. Gì? Ôi, ôi tự nhiên bọn nào hiện ra đây? Ôi trời, bà kia một hit chết luôn à? Meister Siva không phải là đối thủ của bọn Void Flayer, bọn quái vật này xuất hiện từ đâu tới rồi? Trời, phải vừa vô đánh hết giáp luôn rồi, ripple luôn. Hai đứa này dính decay cả luôn à. Happen. À, mà cũng may là tụi này nó không có nhiều giáp hợp lý. Nó level 14 đấy. Tóc đao tụi nó hết. Con này bị knock down, còn con này chưa đúng không? Con này chưa bị knock down này. Ta dịch chuyển qua đây chút cho lấy góc để bắn. Cái chiều số 3 đâu mất rồi. 3 như là chiều mưa thì phải. Không bắt. Dùng cái chiều này có thể chỉ decay luôn á. Stream đúng không? Heal character là heal nhiều đứa luôn này. Let's see. Ủa xịt đi đâu vậy? Ủa cái này nó xịt. Chưa chết. Chưa chết luôn. Lây dữ. Found this. Bộp. Còn con nằm dưới đây nữa. Offside mới đầu. Miss ta. Hai lần miss à? Cô lý. Rồi sao? Bắt đầu học chiến thuật kìa. Có việc cần bàn. Your god told you there can be only one. She said you'll eventually need to turn on each other. Vị thần của bạn nói là bạn chỉ là người duy nhất, rồi cuối cùng là sẽ trở mặt với nhau.
Ta bây giờ tôi phải trở mặt với lại bốn ba người bạn kia của mình à. Let us stand together đi ha. Đóng lại bảy vị thần nếu mà cần. A good wolf doesn't take out the competition until there's no other option. Let's hunt together. For now. This problem hunt together for now. Apart, but perhaps it can bring us together. I say all for one and one for at most three others. All for one, one for the girl's best friend is all. But I'll stick by you as long as you continue to uphold your particular brand of useful. Rồi, hốt xác nó đi. Cái sột nữa nè. Hello Nam Lê. Cái full rồi đấy. Ta tăng skill luôn nhé. Cái pha này Ray Express à? Hot head có khi lại không cần đâu ha. Chút tôi vào tôi coi coi mình chỉnh một cái gì đó để mình lấy cái Morning Person nó lợi hơn. Để hồi mỗi lần hồi sinh nó sẽ được full máu. Như này thì hơi bất lợi. Cái này vô coi. Cái đây skill cũng tạm đủ xài đó. Tăng thêm constitution ít máu với lại intel. Thằng làng lên talent 6 điểm. Thằng làng lại không có dùng nhiều ấy, chiêu mấy chiêu đó. Cũng không có nhiều chiêu để xài ấy, nên lên 6 điểm thì nó lại dư á. À, ta sẽ dùng chiêu arrow đúng không? Mình đang đi đường summon với đường arrow. Fusion. Này thì lại đơn giản hơn, strength và máu. Two hand. Battering. Fanny và thêm ít máu nữa. Cứ ren mà tán trước thôi. Lore Master. Vẫn đây tăng intel. Intel và một ít máu nữa đi. Máu hơi ít. Ở dưới này thì tăng Geomancer. Nước với lại đất. Ok. Rồi, để về tàu chỉnh lại con kia tí. A war owl swoops down. Red Prince, we must speak of the reason for your expulsion from the ancient empire, and we must speak of the Red Princess. Find me on the Nameless Isle at the Temple of Zor Stissa. Hãy tìm ta ở Nameless Isle ở đền thờ Zor Stissa. Công chúa hẹn gặp mới gửi cứu tới. Picture of hell. Như mình để vô điểm vô phe hơi ít đúng không? Trên hot head. Pasta dinner.
À, tạm thời cất cái hot head này vô đã để mình lấy cái morning person. Hả? À, khi nào mà có thêm một talent nữa thì sẽ lấy cái morning person, ấy là lấy cái hot head lại. Ok. Cha mấy người kia coi có morning person này đủ chưa? Bà này bà cũng không có luôn nè. Đam chủ lực mà không có morning person. Arrow recovery thôi, không cần này. Cần này. Thay vì đó thì lấy 5 star dinner đi. Dù sao thì The Bear nó cũng có cái con phượng hoàng nó sống lại được lần thì cũng morning person thì cũng chưa cần nữa. Đây, morning person có. Cái quỷ này không biết. Bớt cái này đi đã. Ta lấy 5 star dinner trước. Ăn potion vô cho nhiều. Đó, phải vậy chứ. Tăng range skill và straw 2 thước. Cũng cần đấy. Rồi thôi, chắc ca này chơi nhẹ vậy thôi. Sau lại chơi tiếp. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye và see you again.